Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, ngay từ những tháng đầu năm 2024, toàn ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh vào xuất khẩu nông sản với những kết quả đáng mừng. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 5,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trước những tín hiệu khả quan của thị trường, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 đạt 54 đến 55 triệu đô la Mỹ. Ngay từ tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đã đạt mức tăng cao, nhờ tất cả các nhóm hàng đều tăng như lâm sản 1,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 72,5%, thủy sản 730 triệu đô la Mỹ, tăng 60,8%, nông sản 2,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 93,8%, chăn nuôi 36 triệu đô la Mỹ, tăng 3,5%, đầu vào sản xuất 177 triệu đô la Mỹ, tăng 49,2%. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả trong năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc. Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, người tiêu dùng thế giới ngày càng công nhận lợi ích và tác động tích cực của dinh dưỡng thực vật, nên xu hướng tiêu thụ thực phẩm từ thực vật gia tăng nhanh chóng. Dự kiến, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt khoảng 6 tỷ đến 6,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, hiện nay dư địa xuất khẩu rau quả sang các thị trường chủ lực ngày càng được gia tăng. Việt Nam vẫn đang đàm phán với Trung Quốc để có thêm mặt hàng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Ngoài ra, các thị trường lớn như là Mỹ, Liên minh châu Âu, EU, Úc, Hàn Quốc cũng ngày càng được ưa chuộng rau quả Việt Nam nói chung và các loại trái cây nói riêng. Chính vì vậy, cần có những biện pháp đồng bộ để thúc đẩy xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam. Thưa quý vị, xuất siêu toàn ngành đạt mức tăng 100% trong quý 1, đó là báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong họp báo quý 1 năm 2024 của ngành vào chiều nay tại Hà Nội. Với vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế, ngành nông nghiệp khẳng định ngành vẫn duy trì tăng trưởng khá, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước trong những tháng tới. 13,53 tỷ đô la Mỹ tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2023 là tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước trong quý 1 2024. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quý 1 mặc dù ghi nhận sự sụt giảm của một số mặt hàng chủ lực về giá, nhưng nhìn chung mức giá nông sản vẫn nằm trong ngưỡng cao so với cùng kỳ. Trong đó có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ là gỗ, rau quả, gạo, cà phê. Đáng chú ý, mặt hàng cà phê vươn lên với mức tăng trưởng trên 54% với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, theo sau đó là gạo, gỗ và rau củ quả. Tuy nhiên những tháng sau này thì chúng ta biết rồi là vẫn là diễn biến rất là khó lường của thời tiết, của biến đổi khí hậu. Dịch bệnh trên đồng ruộng, rồi trên đàn vật nuôi, trên thủy sản cũng có những diễn biến phức tạp. Thứ nữa là hạ tầng nông nghiệp tuy hết quý 1 giải ngân 21,6% nhưng vẫn là yếu kém. Chế biến sâu vẫn là bài toán, và đặc biệt là phát triển thị trường. Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới vẫn cần tôn trọng ba chùm sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng và sản phẩm địa phương để vừa đảm bảo an ninh lương thực trong nước, vừa hướng mạnh đến xuất khẩu. Ngoài ra, về thị trường xuất khẩu cũng tiếp tục được đa dạng. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam trong năm nay. Hiện quý 1 năm 2024, giá trị xuất khẩu nông sản của nước ta sang Trung Quốc chiếm 20,2%. Tăng 18,3%, Hoa Kỳ chiếm 19,9%, tăng 28,3% và Nhật Bản chiếm 7%, tăng 4,6%. Thưa quý vị, liên quan đến việc 30 lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc bị cảnh báo do nhiễm kim loại nặng kadmi, vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa giao Cục Bảo vệ Thực vật xem xét tìm hiểu nguyên nhân 30 lô hàng và đưa ra các giải pháp đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc và các thị trường khác. Theo đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính khiến 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng kadmi, vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Theo thông tin đưa ra, có thể sầu riêng bị nhiễm kim loại nặng trong quá trình canh tác, như là đất bị nhiễm hoặc là từ nguồn nước, không khí từ khí thải của nhà máy hoặc trong quá trình thu hoạch, người dân dùng nước sơ chế sầu riêng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao Cục Bảo vệ Thực vật rà soát lại, xem xét tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để đạt yêu cầu của thị trường Trung Quốc cũng như các thị trường khác, đảm bảo không ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.
Giá gạo hôm nay tại thị trường nội địa tiếp tục tăng, đáng chú ý là giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 10.500 đến 10.550 đồng 1 kg, tăng từ 450 đến 500 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo, ghi nhận tại các địa phương hôm nay, nhu cầu mua gạo của các kho đều, giá tăng từ 100 đến 500 đồng 1 kg. Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, nguồn gạo về ít, chủ yếu gạo xấu, gạo đẹp, các bạn hàng dựa lại nhiều, chờ tình hình mới. Giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 10.500 đến 10.550 đồng 1 kg, tăng 450 đến 500 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 duy trì ổn định ở mức 12.900 đến 13.000 đồng 1 kg, tăng 300 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang, giá gạo thường dao động quanh mốc 14.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg. Liên tục lập những kỷ lục về giá, tín hiệu thị trường tiếp tục khả quan. Ngay từ đầu năm 2024, giá hồ tiêu và cà phê của Việt Nam tiếp tục đi lên khi nguồn cung của thị trường hạn chế. Xuất khẩu hai sản phẩm này cũng có sự tăng trưởng tốt, người nông dân rất phấn khởi. Giá cà phê trong nước liên tiếp lập những kỷ lục mới và sắp tiến sát 100.000 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 98.600 đồng 1 kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 98.700 đồng 1 kg. Trong quý 1 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng gần 600.000 tấn cà phê với kim ngạch khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng trên 3% về số lượng nhưng tăng trên 54% về kim ngạch xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cà phê đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và đã vượt qua cả thủy sản. Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết, lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2023-2024 của Việt Nam ước tính giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,336 triệu tấn. Trong đó, lượng xuất khẩu từ nay đến cuối vụ sẽ giảm. Các thị trường xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam thời gian qua vẫn là EU, Nhật Bản, Mỹ, Nga, trong đó EU vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam. Còn đối với hồ tiêu, dự kiến sản lượng năm 2024, cả nước đạt 170.000 tấn, giảm 10,5% so với năm 2023. Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Cà phê và Cây gia vị Việt Nam, 16 ngày đầu tháng 3 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 12.400 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt hơn 10.500 tấn, tiêu trắng đạt 1.850 tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 53 triệu đô la Mỹ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của nước ta đạt ngưỡng 4.022 đô la Mỹ một tấn, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện giá hồ tiêu trung bình ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ 92.000 đồng đến 95.000 đồng 1 kg. Riêng trong tháng 3 năm 2024, hồ tiêu trong nước chủ yếu tăng, trung bình từ 500 đến 2.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, từ năm ngoái đến nay, giá đường thế giới tăng lên mức rất cao, được ghi nhận ở mức đỉnh giá trong 12 năm trở lại đây. Qua đó đã kéo giá mía đường trong nước cũng tăng khá cao, trong bối cảnh người trồng mía mấy năm gần đây liên tục bỏ nghề, chuyển sang trồng cây khác, khiến diện tích mía giảm mạnh. Tại Nghệ An thì đây là vụ mía thứ 3 bà con được thu mua với giá cao, đặc biệt là giá mía năm nay còn cao hơn năm ngoái và không chỉ đạt về giá mà còn được đánh giá là vụ mía 3 được của Nghệ An. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn. Gia đình bà Ngô Thị Khang, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp hiện đang thu hoạch hơn 2 hectare mía. Toàn bộ diện tích mía đã thu hoạch đến năm thứ tư. Song nhờ đầu tư chăm sóc tốt và thời tiết năm nay cũng khá thuận lợi nên mía đạt năng suất khoảng 80 tấn một hectare, giá bán cao hơn năm ngoái 50.000 đồng một tấn. Mía thì hiện nay có đứng lên, có phấn khởi. Trước là 10, nhưng dư là 12. Nhà mày là thu mua hết, kể cả mày ta cũng thu mua hết cả. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giá mía nguyên liệu năm nay được các nhà máy thu mua từ 1,1 triệu đồng một tấn trở lên. Đây là năm thứ ba liên tục giá thu mua mía ở Nghệ An ổn định ở mức cao. Được giá, nông dân quan tâm đầu tư chăm sóc nên năng suất cũng tăng cao, bình quân đạt trên 70 tấn một hecta. Nhiều hộ thâm canh tốt, năng suất có thể đạt đến 100 tấn mỗi hecta. Đặc biệt, nhiều vùng trồng cam quýt trước đây chuyển đổi sang trồng mía cho năng suất vượt trội. Cái giá mía năm nay nói chung đến giá đến dư thì tư tưởng dư thì cái giá mía năm nay là vẫn là được nhất mấy năm trước. Kiểu năm ngoái đấy là mới phá cám hơn tổ hơn hay đang cho năm nay cũng được khoảng được 90 tấn. Giá mía này hẳn đi theo đổ đường. Nếu mà đổ đường đạt cao thì giá mía sẽ tăng lên cao hơn.
và khả năng là giá mía sẽ tiếp tục lên tại vì giá đường thế giới đang lên cao. Năng suất năm nay thì từ cái diện tích mà chuyển đổi cây cam, cây quýt sang trồng mía thì cái dư lượng phân bón trước đây là hẳn đang tương đối nhiều, cho nên là về cái năng suất, cái sản lượng là cực đạt. Nguyên nhân chủ yếu do bà con nông dân đầu tư thâm canh nhiều hơn, thời tiết cũng thuận lợi cho cây mía phát triển. Bên cạnh đó, vụ mía này, nhiều hộ dân đã đưa vào trồng nhiều giống mía mới năng suất cao. Ngoài ra, bà con chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng khác kém năng suất sang trồng mía nên diện tích tăng lên đáng kể. Toàn tỉnh Nghệ An vụ mía này đã trồng được trên 22.000 hectare, tăng hơn năm ngoái 1.500 hectare. Nhưng năm trước thì diện tích chỉ khoảng hơn 3.000 hectare. Tuy nhiên là năm nay thì diện tích mía có mở rộng thêm là được hơn 4.000 hectare mía. Và diện tích trồng mới thì đạt kế hoạch so với đề ra. Năng suất mía có đạt cao hơn so với những năm trước. Và người dân cũng chú trọng đầu tư thâm canh hơn. Với mức giá thu mua mía như hiện nay, người trồng mía có lãi từ 30 đến 35 triệu đồng một hectare. Là vụ mía ba được của Nghệ An, được về giá cả, năng suất và cả diện tích. Đây được cho là những động lực sẽ giúp Nghệ An sớm khôi phục vùng nguyên liệu mía đường địa phương và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.